Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa thẩm định thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, tạo tiền đề để trở thành một trong 6 đô thị loại 1 của đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005, thành phố Sóc Trăng được công nhận là đô thị loại 3 với quy mô 10 phường. Tính đến cuối năm 2020, dân số thành phố Sóc Trăng đạt hơn 203.000 người. Mật độ dân số là 2.672 người trên 1 km vuông. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 15,81% giai đoạn 2019-2020. Hội đồng thẩm định đã thống nhất chấm đề án đề nghị công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 với tổng số điểm là 88,72. Từng bước tiến tới là trung tâm kinh tế của tiểu vùng ven biển Đông, trung tâm nuôi trồng đánh bắt và xuất khẩu thủy sản, trung tâm chế biến công nghiệp nông thủy sản, công nghiệp năng lượng sạch, trung tâm du lịch văn hóa lịch sử và trở thành một trong 6 đô thị loại 1 của đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.